Hôm nay mình làm một cái clip về review một cái nền tảng AI mới, một cái kho tàng về dữ liệu của AI mới xuất hiện trong thời gian gần đây và khá là hấp dẫn, đó là cái trang web sucker.ai ở đây. Và cái trang web này thì nó tương đối là mới, tuy nhiên nếu như anh em đã sử dụng AI lâu rồi thì anh em cũng biết đó là tiền thân của nó chính là một cái trang web mà anh em rất là mong muốn vào để khai thác các cái model, các cái LoRa phục vụ cho công việc của anh em. Thì bây giờ nó đã có phiên bản quốc tế và anh em có thể là download thoải mái mà không cần phải lo lắng gì hết. Nhưng mà trên tất cả, ở trong cái clip này, ngoài cái câu chuyện là review cái trang web sucker.ai này cung cấp cho các bạn được những cái gì cho công việc của mình, thì nó có một số tính năng mà cá nhân mình cảm thấy rất là hấp dẫn và rất là hữu ích cho cái công việc thiết kế kiến trúc nội thất của chúng ta. Và những cái tính năng mà mình cho là hấp dẫn và hữu ích đấy thì sẽ đến từng phần một ở trong cái phần video clip giới thiệu của mình về trang web sucker.ai này nha. Trong cái nội dung cụ thể của clip thì việc đầu tiên chúng ta muốn biết được là Sucker AI nó có cái gì. Thì đối với anh em sử dụng Stable Diffusion nói riêng và AI, các cái nền tảng AI khác nói chung, thì chúng ta hay quen với là một cái nền tảng rất là thông dụng, đó là Civic AI, để chúng ta có thể vào đây chúng ta tìm kiếm các cái model, các cái checkpoint, các cái LoRa cần thiết cho công việc của chúng ta. Và chúng ta bây giờ thì cái trang sucker.ai này thì cái về mặt nội dung thì chúng ta cũng rất là phong phú và nó tương tự như là bên Civic AI, nhưng nó có một cái điểm hơn của Civic AI, đó là mình thấy đó là cái hệ thống, thứ nhất là hệ thống các dữ liệu về database như là model, checkpoint và LoRa của nó thì nó rất là phong phú, đặc biệt là trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất thì nó phong phú hơn là nhiều so với lại cộng đồng Civic AI. Đó là một cái vấn đề. Thứ hai mình thấy rất là ưng ý đối với lại cái nền tảng này, đó là nó không chứa, nó không có show ra những cái data mà ở cái dạng là not set forward, tức là những cái data theo kiểu là 18 cộng nó hiển thị ra ở trong cái trang web chung. Ví dụ các bạn có thể lướt từ trên xuống dưới như này thì hình ảnh rất là bình thường và nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ không bị gọi là nhiều fan khó xử khi mà các bạn đang tìm kiếm các cái dữ liệu liên quan cho công việc của bạn so với lại Civic AI. Thì đây là một cái đặc điểm mà mình rất là ưng ý, tại vì đối với mình là một người sử dụng cái AI chủ yếu cho công việc kiến trúc nội thất, và mình không có quan tâm gì nhiều đến các cái database mà tạo hình ảnh character hoặc là nhân vật hoặc là các cái người thật này kia, thì mình muốn cái sự tập trung của mình vào trong cái dữ liệu mình mong muốn. Thì đây là một cái tính năng mà rất là tuyệt vời, giải quyết cái vấn đề khó nghĩ của mình ở trong cái thời gian qua khi mà đi tìm các cái database cho công việc nha. Dữ liệu của trang sucker.ai này thì được tổ chức khá là gọn gàng và rõ ràng, và thậm chí là chia ra hẳn những cái model dành cho bên kiến trúc nội thất luôn, và chúng ta sẽ có rất là phong phú như thế này như mình đã giới thiệu trước. Và chúng ta còn có các cái database cho những mục đích khác nhau, ví dụ như các bạn muốn làm landscape, các bạn có thể chọn cái nhóm là landscape vào đây để có thể là có những cái database phục vụ cho cái công việc của mình. Và cái trang này thì nó còn có cái chế độ, đó là chúng ta có thể đăng ký vào các cái tài khoản membership để chúng ta có thể tiếp cận được những cái kho database model hoặc là LoRa có chất lượng cao hơn nữa. Và đặc biệt những cái model và LoRa đấy thì nó còn có trong cái nhóm exclusive model này, thì nếu như các bạn có thể sử dụng, muốn sử dụng cái sản phẩm tạo ra từ AI cho mục đích thương mại, thì các bạn có thể tiếp cận cái kho model đã có tính năng thương mại này để các bạn có thể sử dụng. Và các cái vấn đề về pháp lý liên quan đến cái database riêng này thì đều được đảm bảo. Thì đó là cái tính năng và các cái nội dung có ở trên cái trang sucker.ai này. Tất nhiên ở trong cái dưới quan điểm của việc sáng tạo kiến trúc nội thất thì cái tính năng này có thể là các bạn cũng không có quan tâm nhiều lắm. Tại vì sao? Mục đích của chúng ta sử dụng AI và các cái database của nó để chúng ta sáng tạo ra những cái hình khối và những cái không gian nội thất cho công trình theo mong muốn và theo cái ý tưởng thiết kế của chúng ta là chính, và từ đó chúng ta mới dùng những công cụ thiết kế để chúng ta phát triển ra cái sản phẩm bản vẽ thiết kế thực sự. Nhưng mà đối với lại những cái những bạn mà làm về hình ảnh nghệ thuật, hay là những bạn mà làm về các cái đào tạo hoặc là training, hoặc là tạo ra các cái graphic về các cái nhân vật, thì việc này rất là quan trọng. Tại vì sản phẩm của bạn đó là sản phẩm, nếu như được đưa ra thương mại luôn một cách hợp pháp, thì đó là một cái
cách mà các bạn sử dụng AI để phát triển cho công việc và đồng thời kiếm lợi từ công việc rất là tốt và rất là an toàn. Thì đó là cái tính năng của Sucker.ai, nếu như các bạn có thể đăng ký những cái gói tương ứng tùy theo nhu cầu công việc của mình. Hệ thống tổ chức dữ liệu của trang Sucker.ai là thế, và đối với những cái dữ liệu ở trên này, ví dụ như là các bạn mà mong muốn sử dụng cái model này thì các bạn có thể là vào trong cái model và các bạn có thể sử dụng nó bằng cách là các bạn có thể download về. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái LoRa như này, chúng ta download về và chúng ta sử dụng ở trên các cái phiên bản Stable Fusion ở trên máy tính của bạn, như là A11 11, hay là về Focus, hay là bằng các cái nền tảng hoặc Config UI chẳng hạn như thế. Đối với lại cái trang Sucker.ai này thì mình ưa thích sử dụng nó cũng là một phần về cái câu chuyện là nó có một cái tính năng này rất là hay ho, đó là những cái sản phẩm chúng ta tạo ra thì thay vì được lưu trữ và bố trí theo cái kiểu các cái dữ liệu kiểu tuần tự như là ở trong các cái nền tảng khác, thì các cái sản phẩm mình tạo ra ở đây mình hoàn toàn có thể bố trí nó ở trên một cái bảng như là một cái mood board như thế này, và mình toàn quyền có thể là đây là một cái mood board có không gian sử dụng tương đối là có thể tạm gọi là vô hạn, và mình có thể là bài trí những cái sản phẩm mình tạo ra ở trên này về độ to, độ nhỏ, về vị trí của nó theo cái kịch bản và theo cái ý đồ của mình mong muốn. Thì đây là cái tính năng mà mình cảm thấy thú vị nhất đối với lại cái nền tảng Sucker.ai này. Ngoài cái câu chuyện là hết sức là đương nhiên nữa là hệ thống database và model nó chất lượng và nó tổ chức gọn gàng ra, thì cái đây là một tính năng mà rất là hữu ích. Thì trong cái nền tảng Sucker.ai này thì các bạn sau khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn cũng có thể là có một ngày các bạn sẽ có được khoảng 200 điểm để tạo hình free bằng chính cái nền tảng Sucker.ai này. Nó cho phép chúng ta tạo hình được luôn nha các bạn. Và cái cách để các bạn có thể sử dụng cái nền tảng này các bạn tạo hình thì cũng rất là tiện lợi. Nó tương đương với quan điểm cá nhân của mình thì nó tương đương với cái việc là các bạn sử dụng Midjourney hay là Bing Image để các bạn tạo ra những hình ảnh. Thì một công đôi việc các bạn, các bạn có thể là dùng nó để test cái sức mạnh hay là các cái đặc trưng của các database mà các bạn đang muốn sử dụng. Và các bạn cũng có thể là có luôn những cái sản phẩm để làm cái định hướng cho cái thiết kế của chúng ta luôn. Thì cách làm như sau, các bạn đăng ký tài khoản xong thì các bạn sẽ bấm vào trong cái phần Create này thì nó sẽ cho ra. Xin lỗi các bạn nha, cái phần Create này chúng ta sẽ upload cái phần model hay là LoRa chúng ta lên tài khoản chúng ta ở trên này để chia sẻ cộng đồng. Cái phần AI Generator này thì các bạn sẽ được chuyển vào trong cái giao diện AI Generator ở đây. Và trong cái giao diện này thì mình cũng giới thiệu sơ bộ, chúng ta mỗi ngày có khoảng là 200 điểm free để tạo hình, và tùy theo cái size hình các bạn tạo ra mà nó tốn nhiều hay tốn ít, và trung bình thì nếu như các bạn tạo những hình chất lượng cao, ví dụ như khổ khoảng là 2.000 nhân với lại 1.500 hai hình một lần thì các bạn sẽ tốn đâu đó khoảng tầm 10, hoặc là 1.000 nhân 1.500 này các bạn tốn chỉ có khoảng 10 tia sét thôi, cho nên là cái số lượng hình các bạn tạo ra trong vòng một ngày rất là thoải mái. Và cái điểm này nó sẽ refresh 24 giờ một lần nha. Và về công cụ cơ bản của nó thì nó cũng có tất cả những công cụ cơ bản của một cái phiên bản Stable Diffusion đầy đủ, bao gồm là các bạn có thể là tạo hình với các cái model, các cái database khác nhau, các bạn có thể chỉnh được các cái image reference ở đây, các bạn có thể chỉnh được parameter ở đây để các bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm mong muốn. Đồng thời chúng ta cũng có những cái công cụ như là InPen để các bạn có thể chỉnh sửa upscale để các bạn tăng cái chất lượng hình ảnh lên, và các bạn ngoài ra những cái công cụ khác nữa giúp cho cái việc mà các bạn tạo hình trên trang này nó sẽ thú vị hơn. Thì đó là cái mà mình giới thiệu sơ bộ với các bạn. Còn bây giờ đi vào trong cái nội dung cụ thể thì chúng ta sử dụng nó như thế nào. Thì cách sử dụng nó hết sức là đơn giản như sau. Thứ nhất thì chúng ta có hai cách để chúng ta có thể làm việc. Cách thứ nhất đó là chúng ta tự làm theo cái mong muốn của chúng ta để chúng ta có thể trải nghiệm được những cái sức mạnh của các cái database có ở trên này. Thì việc đầu tiên, ví dụ như ở đây, đây là cái giao diện mà các bạn sẽ vào, các bạn tạo hình ban đầu, các bạn sẽ thấy thì ở trên này các bạn là cái phần mà các bạn đánh vào cái phần prompt của công trình hay là của sản phẩm mà các bạn đang muốn tạo ra. Thì chúng ta đưa những cái prompt, ví dụ như mình thử nghiệm với một cái prompt hết sức là đơn giản để minh họa cho các bạn như thế này. Chúng ta mong muốn là tạo ra một cái phối cảnh, một cái phương án ngoại thất của một cái nhà.
Và ở bên dưới này chúng ta có thể là trải nghiệm cái sức mạnh của các cái database hay các cái model khác nhau thông qua cái việc chúng ta lựa chọn ở đây. Và các database khi chúng ta chọn từ đây thì các bạn có thể là nhanh chóng các bạn chọn vào cái category tương ứng như là Architecture and Space Design. Và các bạn có thể là chọn cái, nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái các cái database 1.5 SD 1.5 ở trên trang này, hay là các bạn muốn trải nghiệm những cái database mà dòng SDXL, thì các bạn có thể là đưa vào ở trong này và các bạn có thể lựa chọn. Thì ở trên này mình thấy rất là nhiều cái dòng, ví dụ như 1.5 thì có những cái như là cái landscape bin V10 này mình test thử rồi và nó tạo hình khá là tốt và khá là bám sát các cái vật liệu, hay là cái nhóm architecture interior này ở đây, hoặc là realistic architectural effect ở đây. Thì ba cái này mình thấy là tạo hình rất là tốt. Ngoài ra còn có cái jam landscape này ở đây. Thì cái này từ lúc ở bên nó xuất hiện ở bên kênh cộng đồng mà Civic AI, với lại là nếu như anh em nào đã từng qua bên LipLip A được anh em download thì cũng đã khá là quen thuộc với lại cái checkpoint tương đối nổi này rồi. Ở đây mình có thể là sử dụng cái landscape bin nhé. Và trước khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nút detail này thì các bạn sẽ biết được đó là nó có hiện ra luôn cái thông tin là khi dùng thì chúng ta sẽ dùng như thế nào. Ví dụ như chúng ta có thể là dùng với lại DBM 2M Karas là cái phần mà parameter ở dưới này, hoặc là ELA, và các thông tin lưu ý ở bên dưới này chúng ta có thể đọc luôn mà trước khi chúng ta chỉnh. Ví dụ ở đây mình sẽ bấm luôn cái Use Model là nó sẽ nhảy vào trong cái phần này nó nằm. Đối với phần LoRa thì mọi người muốn trải nghiệm những cái LoRa như thế nào thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta bấm vào đây, không chúng ta có thể là sử dụng các cái LoRa tương ứng chúng ta đưa vào. Rồi đối với lại cái phần Image Reference là cái hình tham khảo, thì cái hình tham khảo này các bạn có thể là nếu như các bạn muốn dùng thì các bạn có thể là upload cái hình của bạn lên, hoặc là các bạn sử dụng luôn những cái sản phẩm mà các bạn đã tạo ra ở trước đó. Ví dụ như mình đã tạo ra cái hình này và bây giờ mình muốn sử dụng nó thì mình ra công cụ vào đây và mình sẽ chọn là Reference, thì nó sẽ nhảy vào trong cái phần này nó nằm. Và reference này nó có sức ảnh hưởng là khoảng bao nhiêu, ví dụ 0.5 cái độ tương ứng là khoảng bao nhiêu thì các bạn chỉnh nó vào đây. Về cái phần parameter thì ban nãy mình có nói rồi đó, nhưng chúng ta có thể là DBM cộng cộng 2M Karas, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái thông tin của bên bên database này cung cấp. Ví dụ như là mình mở lại cho các bạn xem nhé, thì nó là y chang như vậy ha, DBM 2M Karas rồi. Ở bên dưới này thì cái sampling step thì chúng ta không quá quen nữa, mình không cần phải nói thêm nữa. Và cái phần khổ hình, cái size hình, thì bây giờ đối với là AI thì các bạn tạo ra những cái size hình nó càng lớn thì chất lượng hình nó càng tốt với các bạn, và nhưng mà cái chi phí nó sẽ lớn hơn. Ví dụ các bạn làm 1024 nhân 768 thì cái generate của nó thì cỡ như thế này, và các bạn làm 1024 nhân với lại 1,5 thì cái generate nó sẽ tốn của bạn khoảng khoảng 6 điểm. Ở trong trường hợp này thì mình tạm thời mình để 1024 768 để nhanh nhé. Đồng thời mình cũng đang sử dụng cái database 1.5 thì cái size hình mà gốc khi chúng ta tạo ra thì có thể là bắt đầu từ cái khoảng này thôi thì thông tin ở hình ảnh nó sẽ chính xác, và nó chỉ mất của mình hai hình thì nó chỉ mất của mình khoảng 4 4 tia set, và nếu như mình muốn tạo hình 4 cái thì sẽ mất của mình khoảng 8 điểm free. Rồi mình bấm như này và tốc độ tạo hình của cái trang này nó tương đối là nhanh, chúng ta chỉ cần chờ đâu đó khoảng tầm 30 giây đến 1 phút là tất cả những hình này nó có sẵn nha. Thế các bạn có thể thấy là sau khoảng 1 phút chờ đợi thì nó tạo cho mình hệ thống là tạo cho mình được 4 cái hình, 4 cái phương án ở bên dưới này, và 4 cái phương án này thì tương đối là có một sự tương đồng nhất định với lại cái phương án mình đưa ra, tại vì mình để cái chế độ là General Reference Image ở 0.5. Và những cái hình ở đây, nếu như đối với phương án các bạn tạo ra như thế này, 4 phương án, nếu như các bạn cảm thấy phương án này các bạn không thích chỉ cần chọn vào nó, bấm Delete là xong. Và bấm bàn phím Delete xong, chúng ta còn được hai phương án này, và hai phương án này các bạn thấy là chất lượng của nó rất là tốt, để có thể là chúng ta có thể là sử dụng, hoặc là chúng ta có thể là phát triển tiếp, hoặc là đơn giản là chúng ta trải nghiệm cái sức mạnh của cái database này trước khi mà chúng ta download về chúng ta sử dụng cho cái phiên bản ở trên máy tính chúng ta, có control net rồi có bám sát hay phát thảo. Còn ở trên cái không gian này thì đối với những cái hình này các bạn tạo ra rồi thì các bạn có thể là coi co kéo nó và sắp xếp nó để tạo thành một cái mood board minh họa cho cái dự án đang làm của các bạn rất là tốt, hoặc là cơ bản là các bạn muốn sắp xếp có một cái bố cục gì đó nó lạ mắt cho các bạn, thì chúng ta có thể là sử dụng cái không gian trình bày đây để chúng ta hoàn toàn là sắp xếp bố cục theo ý chúng ta. Tạo hình thứ hai này thì chúng ta lại có hai hướng xử lý. Hướng xử lý thứ nhất là nếu như các bạn đang
muốn làm lại một cái sản phẩm cũ của các bạn đã từng tạo ra trước đó. Ví dụ như các bạn muốn làm lại cái sản phẩm này với những cái prompt nó khác, thì các bạn chỉ việc là chọn vào cái hình này và chúng ta sẽ bấm vào Generation Info ở bên dưới. Và trong cái Generation Info này thì chúng ta có thể là bấm Send to Generator, thì tất cả mọi thông số bao gồm cả câu lệnh, cả database, cả các cái thông số tạo hình nó đều xuất hiện ở bên này, chúng ta bấm nhá. Và lúc này thì chúng ta có thể là trải nghiệm cái này với lại một cái database khác. Ví dụ như ở đây mình sẽ vào đây mình chọn một cái database khác của mình có thể sử dụng. Ví dụ như mình dùng cái database dòng SDXL không? Và mình search cái database mang tên là Normal Photo, hoặc là cái này, cái mà mình đã dùng ở trước đó ở đây, nó sẽ nằm ở đây nhé. Và mình bấm Generate thì nó sẽ tạo ra, chờ một 30 giây đến 1 phút nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm chúng ta ở đây. Thì đó là cái hướng xử lý thứ nhất. Cái hướng xử lý thứ hai đó là ngoài câu chuyện chúng ta có thể là tái hiện hoặc là làm lại từ những sản phẩm chúng ta đã làm ở đây, thì chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng chúng ta khám phá gallery của hệ thống. Ở trên này đây là những cái sản phẩm của những người dùng đã tạo ra và public trên hệ thống Sucker.ai. Thì nếu như chúng ta muốn cảm thấy cái sản phẩm nào nó đẹp thì chúng ta có thể là ưng ý, chúng ta đánh dấu sao lại để đưa vào mục favorite, ví dụ như cái hình này hay là cái sản phẩm bên này, hoặc là như sản phẩm này. Và chúng ta muốn tạo lại theo cái thông số của người ta thì chúng ta có thể là bấm vào cái dấu chấm than ở đây và chúng ta bấm vào cái mục Send to Generator, thì chúng ta có thể lấy nguyên cái thông số tạo hình này bao gồm cả cái model, bao gồm cả cái LoRA, và chúng ta có thể tạo ra. Ví dụ như mình làm thấy cái hình này đẹp, mình đã bấm và mình tạo ra, thì mình cũng có thể tạo ra những sản phẩm nó tương tự như là sản phẩm người dùng. Và thông qua đó thì chúng ta có thể trải nghiệm được là cái database và cái model này hay là cái LoRA này nó hoạt động như thế nào, và từ đó chúng ta có những quyết định của riêng chúng ta về cái việc là khai thác cái tài nguyên ở trên cái hệ thống rất là nhanh chóng. Thì đây là cái cách thứ hai để các bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm ở trên cái nền tảng Sucker.ai này nhé. Những cái review và tóm tắt nhanh của mình về cái nền tảng Sucker.ai thì tóm lại thì đây là một cái nền tảng cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái dữ liệu là model và LoRA chất lượng cao để chúng ta có thể sử dụng cho công tác sáng tạo cùng với lại AI nói chung và với sáng tạo kiến trúc nội thất nói riêng. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là bản thân cái nền tảng này nó cũng có những công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế rất là nhiều. Như là mình đã minh họa ở trong cái phần video clip, giúp cho các bạn có thể là vừa có những cái trải nghiệm cơ bản với những cái model mà chúng ta chuẩn bị sử dụng, hoặc là chúng ta sử dụng luôn để chúng ta tạo ra những cái hình ảnh định hướng cho cái phương án thiết kế của chúng ta rất là tốt. Và hy vọng là những cái trao đổi của mình sẽ kích thích cho các bạn cái tò mò và cái ham muốn có thể sử dụng và tiếp cận cái kho dữ liệu này để khai thác cho công việc của bạn. Và theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một cái kho dữ liệu rất là tốt và rất đáng để sử dụng. Thì nếu như các bạn thấy cái video clip của mình có nội dung hay và hấp dẫn thì hãy like, share và comment những cái suy nghĩ cũng như cái mong muốn của bạn cho cái những nội dung kế tiếp của mình nhé. Ơi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau về các cái chủ đề ở trên kênh Architect 1904 của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.